strong. Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Bữa nay quay trở lại tiếp tục đi đánh chế độ PvP trong tự game Defense Derby nha. Để gặp có một anh Tàu với hai anh nước ngoài, để xem có lúc đầu nó cho gì. Cho một em Robin Hood với lại Phù Thủy Lửa. Thì cái tướng của mình nó đang thiên về cái tướng là dòng kỵ sĩ ha, chứ không phải là tướng về dòng phép thuật. Những cái em Phù Thủy Lửa này là hệ phép, nó có hệ giá thú nữa là hệ bàn chân đó. Nên mà thì tùy vào tướng thì sẽ build cái đội hình xung quanh để nó kích hệ. Ở đây có đây nè, hệ giá thú nè, em Pháp Sư Xét triệu hồi những cái gọi là Pháp Sư hệ sấm sét đó. Hệ này hệ giá thú nha, như là nó có ba hệ: hệ Pháp Sư, hệ Kỵ Sĩ với lại hệ giá thú. Ở đây thì mình không đấu giá cái em này ha. Bên kia có một đơn vị lên được 2 sao, cái em hệ Pháp Sư sấm sét này. Con tướng này thì như mình có hai hệ tướng rồi, phải mở được thì nó mới cho lắp vô nha. Có thể vẫn thể thay được tướng với lại các đơn vị lính, thì đơn vị lính thì vô nó, đơn vị lính thì chơi nó sẽ ra ngẫu nhiên thôi, chứ nó không ra bài đẹp thì win, còn bài xấu xấu là băng. Đây là em hệ băng nè, Pháp Sư hệ băng, em vịt băng tuyết. Em này là hệ băng. Đây mình đấu giá được nha, em này nó sẽ có cái tốc độ làm chậm á, làm chậm quái trong vòng khoảng thời gian 2 giây thì phải. Nó có cái kỹ năng đây nè, tăng 30% nè. Anh em có thể đọc kỹ năng trực tiếp cũng được. Ở đây mình cũng có đọc sơ sơ rồi, không nhớ hết. Thường thì mình sẽ build hướng về kỵ sĩ hơn, chứ không có build nhiều về pháp sư anh em à. Có khống chế rồi mất máu mới ghê chứ. Có em pháp sư tuyết này khống chế, đây có rồng lửa ha. Hệ này cũng hệ giá thú luôn. Thì có con rồng này nó sẽ bắn ra một cái cục lửa. Nếu mà những cái đơn vị lính mà đi vô cục lửa đó thì sẽ bị gây thêm sát thương. Hình như hát thương đâu là tổng sát thương là 2445 sát thương hay sao á. À đây có con boss này, con boss cầm giáp nè. Con này phải đánh phá giáp của nó xong mới giết được nó anh em à. Đó, nó có giáp, cái chỉ số giáp của nó là hiện trên đầu đó. Đánh hết cái số đó là nó văng giáp ra là mới đánh vô máu được. Đánh hủy giáp rồi mới vô máu được ha. Ủa bên kia tiêu diệt nhanh vậy ta. Nó có những cái đơn vị đánh đa mục tiêu với lại đơn mục tiêu. Có những cái đơn vị đánh đơn mục tiêu thì mạnh, nhưng mà đánh đa mục tiêu thì dở ha. Đây có em cho miễn phí em chiến binh Amazon này, nó sẽ kích hệ ha, tăng thêm sát thương nếu mà mình xây được kích hoạt được một hệ. Là hàng dọc hàng ngang anh em để ý là cái tướng của mình nó có hình kỵ sĩ là hình cái kiếm đó. Thì khi mà mình để đủ một hàng dọc hoặc hàng chéo là sẽ được kích hệ. Ôi để mất máu nhiều quá ta. Ở đây mình chưa có đủ quân cho nên chưa kích hệ được. Đây tiếp tục là em Pháp Sư sấm sét, hệ giá thú ha. Ở đây nó có cái, ở dưới nó có cái giá tiền trung bình. Thì quy đổi ra nhiều lần chơi nó được trung bình. Bên cạnh đó thì anh bạn là vị trí thứ hai đã hy sinh rồi ta, nhanh vậy. Mua em này thì cũng hơi, tại vì đội hình nó yếu quá phải mua thêm anh em mà. Ở đây thì chưa kích được hệ ha, mình chưa có xây được một chọc. Nó ra nhiều giá thú quá. Bài này mà nó ra nhiều em mấy em kỵ sĩ thì là mình ngon. Nó tùy thôi, hên xui anh em mà. Tiếp tục là hệ giá thú nè, Berserker. Em này thì như là có tỷ lệ tăng, tỷ lệ chí mạng hay sao á. À không, cái em Berserker này là gây sát thương lên những cái đơn vị máu thấp. Ok, mình cũng có điều được ha. Sẽ để cái em Berserker này có thể kích hệ được nè. Hệ chính binh nè. Mình để qua đây kích hệ ha. Hai con giá thú đứng cạnh nhau nó cũng kích hệ nha. Hệ giá thú thì như là không cần một hàng đâu, hai em đứng cạnh nhau là kích được hệ giá thú à. Nhưng mà nếu mà xếp được một hàng dọc hoặc hàng ngang thì nó hệ nó mạnh hơn. Đấy, như đây mình xếp được một hàng chéo nè là nó sẽ kích được hệ kỵ sĩ của mình. Chưa có tìm hiểu sâu về cái việc là kích nguyên một hệ theo hàng dọc thì nó tăng được bao nhiêu. Nó sẽ tăng được lực tấn công, tuy nhiên thì
Đây có một em đặt bom. Em này sẽ tung những cái thùng bom hệ dã thú, nhưng mà nó có cái tộc. Cái tộc là dã thú, nhưng mà cái hệ là hệ kỵ sĩ ha. Còn cái tộc của tướng của mình là tộc chiến binh, hệ vẫn là hệ kỵ sĩ, nhưng mà cái tộc là tộc chiến binh là nó có cái mũ xanh á, mũ trùm đầu á. Tộc chiến binh nó có tộc với hệ nha, hai loại anh em mà. Thì mấy cái tộc đứng gần nhau thì nó cũng có kỹ năng được kích hoạt, tuy nhiên thì nó có hệ nữa. Nếu mà một hệ xếp được một hàng dọc hoặc hàng chéo, hàng ngang gì đó thì nó lại kích thêm. Đó, nó hay vậy đó, nó có nhiều loại, nó mới chơi nên cứ tìm hiểu dần thôi anh em mà. Mình chơi cũng mấy trận rồi nên là cũng mường tượng được. Đây để xem nó cho gì. Cho một con hệ này là hệ S nè, tộc S chứ, nhưng mà hệ là hệ chiến binh. Ok, mình để vô đây mình sẽ kích hoạt được hàng chéo ha. Em Berserker này thì là nếu mà mình để thay cho em Việt Tuyết thì nó sẽ kích được một hàng dọc, nhưng mà Berserker này mình để hàng sau, tại vì nó sẽ gây thêm sát thương lên những cái đơn vị ít máu á. Tốc đánh của nó cũng nhanh, nó đứng đằng sau thì nó dễ tung đòn chí mạng hơn. Ủa, con này đánh yếu quá ta. Thiệt quá. Xém nếu mà mất máu anh em à. Đây có một em bắn cung. Tộc này tộc dã thú, vẫn là hệ chiến binh, nhưng mà mình hết tiền rồi anh em à. Cái anh bạn đầu tiên cái sắp chết mà nhiều tiền dữ ta. Thì cái con sói này nó sẽ có kỹ năng là bắn nhanh. Mấy cái em dòng bắn cung này giống như là cái con tướng đầu của mình nè, nó cũng dòng bắn cung này, nó sẽ tăng tốc bắn. Tuy nhiên nó là tộc dã thú. Đây mấy đơn vị rời rạc thì cái hệ của mình nó bắn lại mạnh nha. Nó chỉ sợ những cái con mà dạ. Bên anh em để cái hàng một nó ném bom cái nó dồi con quái đi ha. Cái con đặt bom bomber nó sẽ ném một cái quả bom, nhưng mà khi mà quả bom nó nổ thì nó có tỷ lệ dịch lùi hoặc là dịch tiến nha. Ảo vậy đó. Ôi khúc này chắc mất máu rồi. Đau quá ta. Ôi mất máu đều luôn anh em à. Golem này thì nó gọi là tăng 30% sức tấn công mà. Tăng tỷ lệ chí mạng hay sao á. Đây mình hết tiền rồi nên mà không mua được. Còn đó thì pháp sư mà tộc ép hệ pháp sư. Này nó hơi lọt trọt ha. Mỗi mình lại có một cái tộc ép với lại tộc người cây á, với lại tộc giả thú ở đây. Đó, nó cùng hệ thì bắn nó sẽ ok hơn, nhưng mà giai đoạn này có vẻ đuối rồi, không lên được những cái đơn vị 2 sao ha. Nó ra nhiều cái con lò tẻ quá. Lên được đơn vị 2-3 sao thì nó sẽ mạnh hơn nhiều. Cái này nếu mà ra được những cái con mà nó giống nhau á, thì mình sẽ tăng cấp được. Tuy nhiên thì trận này nó ra lọc cạch quá anh em à. Với lại hết tiền nữa, giai đoạn đầu yếu quá, phải build đơn vị á. Này build cũng hơi sai. Đây có một em chiến binh Amazon nè. Em này chắc phải lấy rồi đó. Bên kia còn 12 tiền. Mình sẽ đánh 13 tiền ha. 12 tiền thôi. 12 tiền cho bằng bên kia. Bên kia mà chơi 12 luôn thì ấy. Thì hết tiền. Mình còn 5 đồng. Cho bên kia hết tiền đi, chứ không thì bên kia nó sẽ hơn tiền mình anh em à. Đây mình sẽ lên được em chiến binh Amazon này. Amazon này thì nó phải có một hàng nó mới kích hệ được đó. Có một hàng ngang với lại một hàng chéo nè, thì nó sẽ tăng cái kích hệ lên. Em này là em triệu hồi ha, giống như con boss đẻ vậy đó. Hay là mình còn cái skill của hero mình thì nó đánh theo dạng là đánh nhiều. Dạng nhiều quá thì cái skill nó đánh dạng tiêu diệt được nhiều mục tiêu. Có những cái con tướng nó sẽ đánh vào đơn mục tiêu ha. Tùy. Nhưng mà vẫn mất máu khá anh em à. Còn bên kia nó vẫn giết được kìa. Mình nhiều máu hơn, nhưng mà bên kia mấy cái đơn vị lính nó nhiều quá ta. Đây cho free. Đây mình sẽ kích được 3 hàng rồi. Một chéo, hai dọc. À, một chéo, một dọc, một ngang rồi nha. Được hưởng kỹ năng lửa cháy được kìa. Cùng hệ. Cái em cầm kiếm kia đứng cạnh cái chiến binh Amazon được hưởng hệ ha. Kỹ năng của chiến binh Amazon. Bên kia thì full bàn rồi. Cũng chỉ có một em 2 sao thôi. Bên mình cũng full bàn mà sao nó yếu ta. Bên kia hình như nó đúng hệ anh em mà. Ôi mất máu luôn ghê chứ. Đi luôn. Ôi bên kia cũng đi luôn kìa.
Nhưng mà bên mình đi trước, ok, chắc mình kết thúc video clip tại đây ha. Hẹn gặp lại anh em những video clip tiếp theo. Bye bye.